Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Hôm nay mừng Chúa Phục Sinh. Chúng ta nói về những bằng chứng Chúa Giêsu đã sống lại. Bằng chứng đầu tiên là ngôi mộ trống. Tiếp theo, hơn 10 lần Chúa đã hiện ra. Và Chúa Giêsu đã ở với các môn đồ 40 ngày. Và sự biến đổi hàng tỷ người trên thế giới. Hôm nay chúng ta có dịp tham quan Sứ Thánh, nơi ngôi mộ trống của Chúa Giêsu còn tại đó. Và đây là bằng chứng Chúa Giêsu đã phục sinh. Đây là khu vườn mộ Chúa. Nơi đây là một trong những nơi du lịch rất là nhiều người đến tham quan để tận mắt có thể nhìn thấy được nơi mà Chúa đã được chôn, và ngày nay còn lại một ngôi mộ trống là bằng chứng Chúa Giêsu đã phục sinh. Đây là một cái ngọn đồi, và người ta cho rằng đây là đồi sọ, nơi mà Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá tại trên ngọn đồi này. Nhìn xa thì nó giống như là một cái sọ, một cái đầu người. Và cái đồi sọ này được bảo quản ở tại đất nước Do Thái cho đến ngày nay. Và ở tại trước cửa của cái ngôi mộ trống của Chúa Giêsu được ghi khắc câu Kinh Thánh Roma đoạn 1 câu 4. Theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Đây là một câu Kinh Thánh khẳng định sự chết và sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và chúng ta thấy đây là hình ảnh của ngôi mộ trống. Bên tay phải của chúng ta có một cái vách đá lớn. Và ở trong vách đá này có một cái mộ. Và đây có thể là cái ngôi mộ mà Joseph người Arimathê đã đục sâu vào ở trong vách đá làm một cái ngôi mộ cho gia đình của mình. Và khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, và chính Joseph người Arimathê đã xin Phi-lát hạ xác Chúa xuống và đem chôn Chúa ở trong cái phần mộ của gia đình mình ở tại đây. Và đây là cái tảng đá chặn cửa mộ, một cái tảng đá rất là to, rất là dày, rất là nặng, chặn cái cửa mộ lại. Và chúng ta biết rằng Phi-lát cũng đã cho lính canh để niêm phong cái cửa mộ này lại, và cho lính canh rất là cẩn mật để không cho các môn đồ của Chúa trộm xác Chúa. Nhưng chúng ta biết rằng khi Chúa sống lại thì quyền năng Chúa phục sinh đã mở tung cái cánh cửa này. Thiên sứ của Chúa đã đến và mở cái cánh cửa ra, không phải mở để Chúa Giêsu bước ra, nhưng mà mở để bày tỏ quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu, và để cho mọi người có thể nhìn vào, đi vào cái ngôi mộ này và thấy rằng Chúa không còn ở trong ngôi mộ nữa, mà Ngài thực sự đã phục sinh. Và đây là hình ảnh ở bên ngoài cái ngôi mộ trống, một cái cửa nhỏ để đi vào trong cái ngôi mộ. Và đây là cái quang cảnh chụp từ ở bên ngoài, một cái vách đá lớn và có một cái cửa nhỏ được khoét vào, đục vào sâu ở trong cái vách đá này, và ở bên trong đó có ngôi mộ của Chúa. Và hàng ngày có rất là nhiều người khách du lịch
những người hành hương, những người tin Chúa đến đây để tham quan cái ngôi mộ này. Và khi bước vào bên trong ngôi mộ, chúng ta thấy hình ảnh như vậy. Ở đây có một cái khoảng trống là nơi có thể đặt cái xác của Chúa, và để bảo quản cái nơi thánh này, và người ta đã làm một cái hàng rào để rào lại, không cho bất cứ người nào có thể bước vào bên trong, nhưng đứng ở bên ngoài và có thể quan sát, có thể chụp hình, quay phim thấy được. Và ở bên trong, đây ở trên cái vách có một cái biểu tượng của Cơ Đốc giáo. Và đây chúng ta có thể thấy hình ảnh của bên trong ngôi mộ. Ngôi mộ được chia ra làm ba phần. Có thể là chỗ để ba cái thi thể, ba cái nơi chôn cất. Và đây là cái ngôi mộ của Joseph, người Arimathê đã làm cho gia đình mình và đã chôn Chúa ở tại đây. Như vậy chúng ta thấy rằng bằng chứng Chúa Giêsu sống lại là ngôi mộ trống, là hơn 10 lần Chúa hiện ra và Chúa ở với các môn đồ 40 ngày và sự biến đổi hàng tỷ người ở trên thế giới. Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc tôi và bạn. Chúa Giêsu đã phục sinh để ban cho bạn và tôi sự sống. Hãy tin nhận Chúa Giêsu để được sự sống đời đời. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta ở trong mùa lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó và phục sinh này, chúng ta hiểu được ý nghĩa sự chết cứu chuộc của Chúa và tin chắc sự sống phục sinh của Chúa, nhận lấy sự sống của Chúa cho chính đời sống mình, cũng như rao truyền sự sống của Chúa, sự phục sinh của Chúa cho nhiều người, để những người khác cũng nhận biết, tin nhận Chúa và nhận được sự sống đời đời. Amen.